Lần trước mình học tới đâu ha? Thì giới thiệu cho học Bali là chắc rồi, nhưng mà học có tới đoạn nào rồi chứ? Các câu chuyện thì là đầu tiên thấy học cái gì rồi? Tiểu tụng học chưa? Số 1 à? Học nhiều thứ lắm mà tôi không có theo thứ tự đó. Udana, Indi Mutaka, Sutani Baka, Vimala Matupatu. Tiểu bộ kinh ấy, nó gồm có bao nhiêu thứ? 15 thứ. Thành ra nói là tiểu bộ nhỏ nhất, nhưng mà thực ra là nó lớn nhất. Lớn nhất trong năm bộ kinh. Tại 15 phần. 15 phần là theo Phật giáo Sri Lanka, chứ theo Phật giáo Miến Điện là đưa thêm vô cái Milaka Tanyo vô nữa, rồi 16, 17 phần. Số 1 là tiểu tụng Kutakabatha, tiểu tụng 2 là Pháp Cú, 3 Udana là cảm hứng ngữ. Đúng rồi, cảm hứng ngữ. Iti Kutaka là Phật thuyết như vậy. Rồi kinh tập đủ 15 chưa ta? 15. Chúng ta đưa Bata là kinh tập, Vimana Bathu là thiên cung sự, Beta Bathu là ngạ quỷ sự, Theragatha là trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ. Số 10 là Batisa Sapida Magga là vô ngại đạo giải. 11 Jataka, chuyện câu chuyện tiền thân. 12 Nidesa, Nidesa hai phần, Chula Nidesa, Nimbaha Nidesa, Abhadana là thí dụ, còn Nidesa dịch là gì tôi không nhớ. 13 Abhadana là thí dụ. Rồi 14 là Phật sử, Buddha Vansa là Phật sử, Chariya Vitaka. 15 phần. Tôi đã kể từng phần hết rồi phải không? Trong đó nói gì chút vậy đó. Mai mốt hỏi, như hỏi ví dụ như hỏi sự sạc thi tới nơi, hỏi chính kinh phương đẳng được không? Làm sao được, nhiều lắm. Sao được, nói tên thôi nhớ nổi không? Quyết các cụ mình nhớ nổi không nữa. Thành ra ví dụ như chính kinh phương đẳng, ghi tên chính kinh phương đẳng thì nhớ phải không? Ví dụ như là hỏi Bồ Đề Tha Bích Sa Biết là gì, được không? Trả lời được không? Rồi sự xuất hiện, bối cảnh ra đời của Bồ Đề Tha Bích Sa Biết được không? Được không? Bối cảnh ra đời thì nó dĩ nhiên nói tiếng Việt chứ, nhưng mà chữ BHS đó là mình có thể viết tắt được không? Viết tắt đi. Ví dụ như thay vì hỏi Bồ Đề Tha Bích Sa Biết là gì, thì khi mà mình, tôi sẽ viết đàng hoàng, còn quý vị mình làm trong bài thi được quyền viết vậy nè. Buddhist Hybrid Sanskrit nè, viết vậy nè, viết chữ in á là mình viết tắt qua, khỏi viết tiếng Anh, khỏi nhớ tiếng Anh, nhớ này được rồi không? Đó, ví dụ tôi hỏi Buddhist Hybrid Sanskrit là gì, rồi bối cảnh ra đời của Buddhist Hybrid Sanskrit. Đó, rồi tôi hỏi ví dụ như cách đặt tên, làm thế nào mà đặt được cái tên này, thì mình trình bày là mới đầu đặt tên gì, cái đó là tôi nói rồi đó, nói đàng hoàng đó, là được mấy câu rồi, ba câu rồi, miễn mà trễ quá không cho vô, cứ đi học trễ hoài, được chưa? Rồi ví dụ như chính kinh phương đẳng là gì, đó, được không? Bao nhiêu thứ rồi, rồi tôi hỏi thêm 1-2 cái, đại khái những cái gì đã nói thì sẽ học, đó, sẽ hỏi. Và học Bali bữa hôm mình học được tới, mình học phần luật, tôi có nói đại ý của luật rồi phải không? Vì sao Đức Phật, mục đích của Đức Phật về thế giới luật, có giới thiệu qua luật rồi phải không? Mà luật đó là thường là luật thì khéo. Thành ra hỏi cũng là ví dụ như mục đích Đức Phật thế giới luật, cái bản chất của luật là gì, mục đích thế giới luật, thì có họ có nói, chứ còn trong đó là không có đi sâu vô chia sẻ, được chưa? Đó, rồi ví dụ nhỏ trường bộ kinh là gì, được không? Đó, tôi có nói rồi mà, có bao nhiêu kinh trong đó nói về cái gì, trung bộ kinh gì đó, thì được gì? Rồi muốn hỏi cái bài này đúng không? Mới qua
là mấy câu rồi nghe, mấy câu mà thì sẽ làm mấy câu, làm ba câu phải không? Ba câu mà được là hình như là 40 điểm phải không? Ba câu mà 50 điểm khó chấm chứ, thôi chị chấm một câu 15 điểm đó, maximum là 15 điểm. Rồi như vậy là tôi sẽ ra 7-8 câu gì đó, trả lời 7-8 câu là 3 câu nghe. Mà viết càng dài càng tốt à, theo 3 câu với làm chừng có nửa trang xong đó, các anh chị tôi nói trước thì học có nhiều đó, biết nhiều rồi tiểu tụng rồi, có mấy cái à tôi tiểu tụng lần trước đã nói rồi à, trong đó học 32 phần thân thể à, rồi tam quy, rồi ngũ giới, rồi với ba kinh có dịch ra mà tôi muốn theo dõi cái phần dịch đó. Kinh Mangala, kinh Ratana, kinh ngắn Ratana, cái phần tiểu tụng á nói về 32 phần thân thể nè, à, rồi tam quy nè, rồi năm giới nè. Ratana là 1 nè, Ratana, Kinh Mangala là 2, Kinh Metta là 3, 4, 423 bài kệ, 423 bài kệ. 423 bài kệ, trong này là nhiều cái bài, nhiều bài kệ rất hay, ta phổ thành nhạc đó. Pháp Cú nổi tiếng lắm, dịch ra nhiều thứ tiếng lắm, mà thơ kệ cũng dễ học dễ thuộc à, đọc tới đọc lui nhiều lần là thuộc à. Cái cách của bên Nam Dược Phật giáo là dạy học trò phải đọc tới đọc lui à, để tập chặt thì thuộc. Cái phương pháp đó cũng cổ truyền hồi xưa đó, bạn cũng vậy à, nhưng mà học thì chứ bắt học thì kia đọc một lần hai lần đâu, rồi về nhà đọc tới đọc lui có khi là biết thành gì đó, chỉ chuyển sâu quá thành nhiều phương pháp rồi cái dáng là nhìn được à, đi qua đi lại trong đó nhiều bài thơ hay, nhiều bài thơ nổi tiếng lắm, dịch ra nhiều thứ biết. Tôi từng thấy bản Pháp Cú mà dịch ra tiếng Tây Ban Nha rồi. À, dịch ra tiếng Tây Ban Nha, dịch ra tiếng Bồ Đào Nha, dịch mấy cái thứ tiếng đó. Brazil họ nói tiếng Bồ à, thành ra dịch ra người Brazil họ cũng đọc Pháp Cú, dịch ra rất nhiều thứ tiếng nổi tiếng. Nó tóm tắt giáo lý Phật giáo, được coi như tóm tắt giáo lý Phật giáo. Mà học thì nhiều bài hay. Tiểu tụng là 32 phần thân thể, và trước tôi có nói sơ sơ phải không? Tóc lông móng răng da thịt gân xương thận tỷ tim gan lá lách quạnh cách mô nước mắt nước mồ hôi nước tiểu gì đó là trong thân thể chia là 32 phần, một thầy sa di phải thuộc 32 phần thân thể đó. Trung bộ là thường hay nhắc tới nhắc lui. Rồi Pháp Cú là 423 bài kệ à, tóm tắt giáo lý, thơ kệ dễ thuộc mà nổi tiếng lắm. Tin đi lại nhiều lần, tiếng Anh cũng vậy, tin rất nhiều lần. Udana, cảm hứng ngữ là có khi không có hỏi Đức Phật tự nói à, trong cảm hứng ngữ á, trong đó chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện mà người mù rời voi đó. Quý Phật tử có nhớ, quý vị có nhớ cái câu chuyện mù rời voi không? Mù rời voi đó. À, cái ví dụ nổi tiếng cho 10 người nhỏ tới lớn chưa từng thấy con voi mù bẩm sinh ra, hỏi con voi như thế nào, voi như thế nào, thì người gờ ngay cái bụng thì nói con voi giống như cái trống này, rồi người thì nói gờ ngay cái chân thì nói con voi giống như cái cột nhà, còn người thì gờ ngay cái đuôi do con voi thì nói con voi giống như cái chổi đó. Thì cái cách mình, nếu như mình tiếp cận một cái gì mà phiến diện đó, thì mình sẽ có cái lượng phiến diện. Học giáo lý cũng vậy, nói dạy Đức Phật dạy cái ví dụ đó là học giáo lý. Mình học mà mình còn cái đầu óc mình còn tiểu thừa, đại thừa, nam truyền, bắc truyền, mình học không đều thì mình sẽ có cái nhìn phiến diện đó. Nói hiện đại nhất là vậy đó, mình học mà mình chỉ biết con bên thôi, cái kia không đúng. À, nếu như từ bỏ
này nó hơi ngoài chút, cho rằng giáo lý Theravada là tiểu thừa, quan niệm đó bây giờ nó lỗi thời rồi. Tiểu thừa là lỗi thời, nói tới cái câu chuyện của ngài Buna đó. Ngài Buna trước khi ngài Buna lại cho rằng tất cả thanh văn là tiểu thừa hết, cái tâm trạng cái tâm địa nhỏ hẹp. Mới lại ngài Buna mới thưa với Đức Phật này, Phật Đức Thế Tôn con muốn đi tới cái xứ đó để mà giảng dạy giáo lý cho người dân ở đó, nói cái giáo lý Đức Phật cho người dân ở đó biết. Thì Đức Phật nói dân xứ đó nó dữ, không có nên đi, không, dân xứ đó nó dữ. Buna mới nói Bạch Đức Thế Tôn xin ngài cứ cho con đi đi, tại vì họ dữ chứ họ nó chưa đến nỗi mà họ mắng con chửi con. Đức Phật nói nếu như họ chửi ông thì sao? Thì ngài Buna mới nói Bạch Đức Thế Tôn xin ngài cứ cho con đi đi, họ chửi con chứ họ cũng còn hiền, họ chưa đến nỗi đánh con đó. Đức Phật hỏi nếu họ đánh ông thì sao? Ngài Buna cũng nói xin ngài cứ cho con đi, tại họ đánh con chứ chưa đến nỗi họ giết con, họ cũng còn hiền. Nói họ giết ông luôn sao? Thì cái cách trả lời giết mà thì thế nào đó. Thì nếu như tinh thần này, ngài Buna với tinh thần như thế này mà được coi là tiểu thừa thì không hợp lý. Cái tâm lượng rất là rộng, muốn đem giáo pháp đi chỗ khác cho người ta hưởng, cho mọi người biết đến giáo pháp của Đức Phật học theo, thì với cái tâm lượng như thế này mà cho là tiểu thừa thì không hợp lý đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà Đức Phật mà thành đạo xong á, hóa độ cho năm anh em Trường Trần Như xong rồi, Đức Phật mới nói này các thầy thì theo, các thầy hãy ra đi, sách độ năm thầy thì theo xong rồi độ luôn ngài Gia Xá với 45 người bạn của Gia Xá, 44 người bạn của Gia Xá nữa thì thành 50 thầy thì theo rồi đó, 50 vị đầu tiên. Đức Phật mới nói này các thầy thì theo, các ông hãy ra đi, mỗi người mỗi hướng, đừng đi một hai người cùng một hướng, hãy đem giáo pháp của ta tuyên thuyết, toàn thiện ở phần đầu, toàn thiện ở phần giữa và toàn thiện ở phần cuối, vì lợi ích cho chư thiên và là người đó. Thành ra nếu như Đức Phật tuyên bố dạy các thầy 50 thầy đầu tiên hãy ra đi đem giáo pháp của ta mà tuyên thuyết, toàn thiện ở phần đầu, toàn thiện ở phần giữa, toàn thiện ở phần cuối, vì lợi ích của chư thiên và là người, thì như vậy tâm địa này thì không thể là cho là các thầy này là tiểu thừa được, nó là phải là đại thừa đó. Còn nếu mà cho rằng giáo lý đại thừa không phải là giáo lý của Phật giáo thì nó vừa phản khoa học mà chưa nói nó ấu chỉ trong đó nè. Phật giáo không thể nào một ngày một buổi mà có một cái rừng triết lý lớn như vậy, nó có sự phát triển, không chấp nhận sự phát triển của Phật giáo, vừa cố thủ mà vừa phản khoa học, cố chấp phản khoa học. Tất cả kinh điển đại thừa hồi nào giờ mình học ít ấy, thì mình sẽ cho rằng kinh đại thừa không phải Phật nói rồi này nọ, cũng có một hai người không chịu học rồi nói cũng làm pháp sư pháp chiến gì đó lên giảng nói kinh đại thừa không phải Phật nói, tôi có thể tranh luận tư tưởng chứ mỗi thời kỳ biên tập khác nhau. Hình như lần trước tôi có nói ví dụ như kinh trong kinh Nikaya sẽ dạy là này các thầy tỳ kheo, xưa cũng như nay ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ mà thôi, là trước tôi có nói vụ này phải không đó. Thì trong kinh Pháp Hoa cũng tuyên bố một cách khác, nhưng mà cái nội dung hay là cái tư tưởng nó giống nhau, chỉ là cái cách biên tập khác nhau mà thôi, thấy chưa. Và cảm hứng ngữ là Đức Phật nói lên cái cảm hứng của mình, có khi không cần ai hỏi. Trong đó thứ nhất là mình sẽ thấy được cái câu chuyện mà mù rời roi, thứ hai là cái tuyên bố lớn, một cái tuyên bố mà Đức Phật nói trong luật cũng có ghi, trong kinh cũng có ghi, và trong này được coi được cũng có ghi là giáo pháp của ta chỉ thuần một vị, đó là vị giải thoát. Có thể thấy trong cảm hứng ngữ này nè, Đức Phật nói giống như nước bốn biển vậy, khi mà đổ về đại nước trong các sông có tên riêng, sông Mahi, sông Ganga, sông Mahi, sông này sông kia, nhưng mà khi mà nước nó chảy về tới biển rồi nó chỉ còn một vị thôi, đó là vị mặt. Giáo pháp của ta cũng thường một vị, đó là vị giải thoát. Thành ra một cái lời dạy nào mà không đưa đến giải thoát giác ngộ thì được coi là giáo lý của Đức Phật được không? Không. Giải thoát giác ngộ mà giải thoát khỏi tam giới
còn dướng lại là không được coi là giáo pháp của Đức Phật. Đó, lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích là giải thoát chúng sinh đó, được chưa? Udana viết vô à, phải bóng hỏi à, làm sao hỏi à, ở đó ngồi làm thế đó, phải bóng hỏi à, khác chịu. Phật thuyết như vậy 112 kinh ngắn, kinh Phật thuyết như vậy là Iti Vuttaka số mấy à? Số 4. Phật thuyết như vậy 112 kinh ngắn ngắn á, kinh tập Sutta Devata là kinh tập. Đây là bản văn được coi như là được biên tập đầu tiên của văn học Nikaya, sớm nhất của văn học Nikaya. Tại vì cách biên tập nó lộn xộn lắm, giáo lý là giáo lý gần như tóm yếu giáo lý của Đức Phật, nhưng mà biên tập lộn xộn, chưa có sách hoàn chỉnh rồi đàng hoàng. Văn chương cũng chưa, được coi như là văn bản đầu tiên của văn học Nikaya. Rồi Vimana Patthu là chưa có nói được không? Veta Patthu nói rồi, Theragatha nói rồi, Theragatha nói rồi nè. Vô ngại đạo giải, Vô ngại đạo giải là một coi như bản luận đầu tiên được xếp vào kinh, nhưng thực ra nó là bản luận. Trong đó có nói tới bảy thần á, bảy coi như là bảy bộ luận nhỏ do Đức Phật cho họ Thá Lợi Phất hỏi Đức Phật rồi nói. Trong đó phân tích nhiều vấn đề, ví dụ như là nói về giới nè, nói về thiền định nè, nói về nguyên lý nhân duyên nè, nói về sự khởi lên và tiêu diệt của các hiện tượng, các pháp đó, nói về thiền định, nói về xả, nói về trách niệm, nhiều thứ. Trong đó trong Badisa Sabinamaka vô ngại đạo giải, Nidesa tiêu diệt ra tiếng Việt, Nidesa có hai phần, Maha Nidesa, Chula Nidesa, Yataka là nói rồi. Nidesa có hai phần, Nidesa của quyển sách này được coi như là của ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nói một lô cái thần kinh trong kinh Sutta Devata, trong kinh tập á, có những điều mà không hiểu, thì cái bản Nidesa được coi là của ngài Xá Lợi Phất giải thích một số giáo lý trong kinh tập. Abhanana là ví dụ, số 13 là Abhanana là ví dụ, chia làm hai phần. Trong đó có nói đầu tiên hết nói sự của Đức Phật, rồi nói với 41 vị Bích Chi Phật, nói sự của Đức Phật nó bằng thơ, viết về sự Đức Phật bằng thơ, sự Đức Phật trước, rồi 41 vị Bích Chi Phật, xong rồi nói tới 549 A La Hán tăng và 40 A La Hán ni. Bản này chưa dịch ra tiếng Việt. Đấy, Abhanana rồi. Phật sử của Đa Văn Sa, là Phật sử. Nói sự của Đức Phật và sự của 24 vị Phật quá khứ. Mà cái cách biên tập Phật sử, biên tập về sau này công thức lắm. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề, thì Phật gì đó ngồi với cây gì, rồi Phật gì đó ngồi với cây gì, Phật gì đó ngồi với cây gì, giống như một công thức. Phật Thích Ca sanh đến nước Kapilavatthu, thì Phật gì sanh đến nước gì, Phật gì sanh đến nước gì, y như một cái công thức vậy. Rồi Phật Thích Ca có cha mẹ tên gì, thì Phật gì đó có cha mẹ tên gì. Rồi Phật Thích Ca Sakyamuni thì có người xuất thân từ dòng nào, dòng Bà La Môn hay là dòng Sát Đế Lệ, thì Phật nào xuất thân từ dòng nào, các vị Phật xuất thân hai dòng cộng hơn, một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lệ, có Phật là dòng Bà La Môn nữa đó. Rồi Đức Phật Thích Ca có con tên là Rahula, thì Phật gì đó có con tên gì. Rồi Phật Thích Ca có hai người đệ tử lớn là Sariputta với Mahamoggallana, thì Phật gì đó có như là một cái công thức nha, là bộ Phật sử. Chariya Vitaka, con nhớ là Chariya Vitaka dịch ra tiếng Việt là cái gì? Ở một chút nữa, Chariya Vitaka nói về 35 câu chuyện tiền thân của Đức Phật, được kể theo yêu cầu của Xá Lợi Phất. Chariya Vitaka nói về thập độ, 35 câu chuyện tiền thân của Đức Phật á, do ngài Xá Lợi Phất hỏi, rồi Đức Phật kể lại lúc mà ngài tu hành á, còn là vị Bồ Tát chưa thành Phật á, học độ
mình biết là lục độ rồi phải không? Chứ quý vị có một số học giáo lý của thầy Ramada là có thêm mấy độ đó. Xuất gia được coi là một độ à, xuất gia cũng coi là một độ đó. Có thêm mấy thứ là chân thật cũng được coi là một độ nữa, quyết định cũng coi là một độ nữa, chân thật cũng một độ, quyết định cũng một độ. Sáu cái kia rồi đó, rồi sáu cái mà của Phật giáo đại thừa chủ trương á, còn thêm là chân thật, quyết định nè, rồi xuất gia nè, bên lục độ từ có xả không ta, từ xả nè, bố thí giới, bố thí thì giới, xuất gia trí tuệ tinh tấn, nhẫn nhục chân thật, quyết định từ xả, tâm từ, tu tập tâm từ, tâm xả, tâm từ là cái chính, tâm xả là thứ 10. Bố thí trì giới xuất gia, bố thí trì giới xuất gia trí tuệ tinh tấn nhẫn nhục chân thật, quyết định từ xả. Nói mấy thứ trong này nè, được chưa? Bố thí coi cho em, nói bố thí, bố thí mình phải coi là cái cách bố thí của mình. Người Việt là một, tôi nói mấy cái chuyện có thiệt á, chứ không có nói theo sách vở. Người Việt một, người Đài Loan hai, làm bậy bạ kìa, cái nòng đại bác thì không biết bị lết, đi qua bên Ấn Độ đó, mấy đứa nhỏ đó gặp nó cái trò, thấy thương quá, thương quá tròn động, tròn động làm gì, đi mua được hai cục kẹo, thương quá thì cho đại 100 đồng đó. Không. À, rồi là nguyên một cái đoàn người đi vậy, có làm như có người đó biết thương. Mình học Phật pháp mình biết thương không? Làm như có người đó biết thương, thấy thương quá cho cục kẹo, cục bắt đầu nó bu lại theo là đi hết được luôn. Rồi cái cách của người Ấn Độ sinh nó không có cách giống như người Việt Nam mình sinh. Ví dụ như bây giờ một đoàn mình đi mười mấy người, 40 người, thì cái người đó họ lại họ sinh thì tôi cho 10 đồng, thì mấy người này cũng phải cho 10 đồng. Họ sinh không phải giống như người Việt Nam mà mấy người hành khách của người Việt Nam có khi tội nghiệp, họ sinh thì một người cho, có nghĩa là tất cả đều cho, không dám sinh nữa. Còn người Ấn Độ quá, sinh từng người một, được chưa? Rồi nếu mà mình đi chỗ khác đi à, còn đứng đây họ sinh nữa à, bây giờ mình sửa sạn vô trong Bồ Đề Tháp Đại Giác đó, mình vô thì họ sinh, rồi mình ra họ sinh nữa, mà mình cho càng nhiều chừng nào, ví dụ như người ta cho 1 đồng 2 đồng, mình cho 10 đồng thì một lát nó buồn dữ nữa đó, là mình cho rồi mình đi về đi, một lát mình ra nó sinh nữa, rồi mình đi vô đi ra, nghĩa là một ngày mình đi vô ra mấy lần thì họ sinh mấy lần. Thử thách ghê mà, cái nòng đại bác qua bển nó thử thách ghê, tại vì mình cứ nghĩ là cho rồi, cho họ vẫn sinh, rồi đứng đó nữa rồi họ sinh nữa nè, họ sinh nữa rồi nè. Cái cách của người Tây phương á, mình cũng phải coi xét lại. Họ cho như thế đó, rồi mình cho như thế đó, mình cho mấy đứa nhỏ vài đồng vậy, nó làm gì? Chiều tối rồi, 7-8 giờ tối rồi, tôi ở trong tháp, tôi ra tôi ngồi uống trà, Ấn Độ có cái trà, thì hai đứa nhỏ nó có chịu về, tôi nói bằng tiếng đi nhà tụi mày đâu đi về, tối rồi lạnh rồi nó chơi, còn chơi với cát, chơi dơ, nó không về, rồi hỏi, nó nói tụi con không về, rồi hỏi rồi không về, tối tụi mày ngủ đâu, nó chỉ cái chỗ ngủ của tụi nó, thì tôi thấy là nó có để cái mền, mở mền dơ, rồi con chó nằm trên đó. Nó không chịu về à, rồi hỏi rồi nhà mẹ đâu, cha mẹ đâu, thì nó cũng nói cái xóm cái làng của nó đó, rồi nó đó, nó đó, rồi hỏi chứ tụi mẹ ở đây rồi bao lâu tụi mẹ về nhà một lần, rồi tôi nói tiếng độ được, hỏi nó thì lâu lâu về đem tiền về cho ba mẹ nó. Rồi ở đây tụi nó muốn làm chơi á, nghĩa là nó trở thành một cái nghề, rồi mình cho như vậy đó thì nó không học, rồi hỏi tụi mày có đi học không, nó không đi học. Ba mẹ nó cho, rồi hỏi cho ba con ở nhà làm gì, nó nói ba nó làm nông mà ổng hay nhậu, rồi tiền ở đâu nhậu, hỏi nó thì ba mày làm nông rồi mùa này không có làm cái tiền đâu nhậu, nó còn đem về ổng quá. Tôi nói tiếng đi được, nó hỏi là thành ra có khi mình cho chút vậy
chỉ làm hư thằng nhỏ lần một là nó đi ăn kẹo ăn bánh thì hư, hai thì ba mẹ nó bắt nó đi xin thì nó hết học, chưa biết cho cái đó là không có thể có nội, chưa biết đó. Người Tây Phương họ khác, họ qua bên Ấn Độ họ họ thấy gì dứt khoát không cho. Tôi đi chung với một thầy người Hoa Kỳ, ông nói thầy đừng có cho ha, ông không cho một cách, nhưng mà ông về ông nhận động bạn bè, ông mở một cái clinic, một cái giống như một cái trạm xá chích thuốc rồi cho chích thuốc rồi phát thuốc rồi này nọ đó. Rồi mấy người bên Hàn Quốc họ qua người Hàn tính tình họ cũng gắt gao, dứt khoát không cho. Họ mở một cái trường học, họ mở một cái trường học rồi họ vận động xung quanh đó cho mấy đứa nhỏ đi học. À, họ chủ trương rằng có cái chữ cái nghĩa trong đầu thì nó sẽ tự tìm được, chứ còn nuôi 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 hoài cho cái cần câu chứ không bao giờ cho cá, tự đi câu lấy đó. Họ chủ trương rất hay, rồi họ vận động lần lần được là như mình đến á, thay vì mình chia, mình không chia, mình đưa cho cái sư cô đó. Rồi sư cô đó là có hai sư cô, nhưng mà hai sư cô đó có một đám thanh niên họ chia, họ qua bên đó họ phụ việc cho hai sư cô này, họ răng hết trong làng để mình cho đồ, thì hai sư cô này biết gia đình nào đã lãnh rồi, lãnh bao nhiêu thì lần này gia đình nào vậy đó. Mà sư cô này, hai sư cô này rất là có uy tín đối với làng, nói một tiếng ví dụ mấy đứa nhỏ lao sao hay là mấy ông thanh niên lao sao trừng mắt một cái là sợ liền, làm rất hay. Thì chứ không phải như người Việt thì người Đài Loan qua làm chặt đến nỗi Ấn Độ nó ghi là don't make them beggar, đừng làm cho tụi nó thành những người ăn xin. Mình làm biết rồi nó ra cái ăn xin luôn. Và trong đó phải nói người Việt với người Đài Loan nhiều nhất, rồi dạy nhất hạn. Trước đó tôi năm 96 thì nhất hạn mới qua, tôi ở bên đó trước rồi. Năm 96 thì thầy Nhất Hạnh qua dạy, trước đó tụi nó không biết niệm bằng tiếng Việt. Sau thầy Nhất Hạnh qua rồi mấy sư cô nhỏ theo thầy Nhất Hạnh qua bên Bồ Đề Đạo Tràng dạy cho mấy đứa nhỏ nói bằng tiếng Việt không. Nó gặp mình là nó niệm Phật hay là nó niệm tiền không biết, nó niệm Phật để có tiền thì cái đó được không? Ai nói không? Được chứ, không tăng từ từ. nó niệm tiền không thầy ơi, không có, nó niệm Phật tháng thứ tư, nó niệm Phật rõ ràng mà. Bây giờ thì nó mới có vậy thôi, còn tháng thứ tư rồi nó có thành ra bố thí phải coi lại hả. Bố thí phải coi nói gì không sanh cũng vậy. Quý vị thấy không sanh có khi nó tạo ra một cái nghề không sanh luôn, cái nghề mà mình đi bắt chim rồi này nọ để dành cho người ta không sanh, nó tạo ra một cái nghề. Thấy có khi có cái chính sách nó khác, ví dụ như bây giờ chuột con tinh là dứt khoát nó không chuột à, tại vì chuột con tinh có nghĩa là nó bắt nữa đó, nó bắt để chuột á, nếu mà chuột là nó bắt nữa dứt khoát không chuột, nó thà thí hai ba con chốt gì đó rồi thôi từ đây sao khỏi, chứ bắt là nó sẽ. Còn mình phóng sanh, phóng sanh nguyên thủy nó là như thế này nè, con vật nó sắp sửa bị giết, ví dụ như con cá đá ngoài trời chắc chắn là sẽ động chết đó, con chim bị mấy ông này bắt mình sửa sạc bàn chuyện nhậu tới nơi đó, thì mình mua được phóng sanh. Phải hiểu cái nghĩa phóng sanh đó, chứ không phải mà cứ làm đại trà mua ở chợ An Lạc mà bắt cá ra mua là mua bằng sạch rồi đem ra thả quý vị thấy là đem ra thả con cá bị nhốt một đêm ở trong cái thao rồi nó hoảng sợ ghê lắm, rồi cái tinh thần nó chảy nó rồi này nọ đem ra thả xuống sông rồi con cá nó đâu có lội được liền đó, nó tấp vô bên bờ là dân mà đi bắt cá không sanh hai bên bờ đen hết, thành ra phải đi ban đêm đi ban đêm đi nữa cũng không xong. Họ cũng biết, họ phát hiện là bắt đầu với cái hiện đại này gọi điện thoại ra họ bắt, thành ra phải làm như thế nào đó cho nó hoàn chỉnh. Chứ còn bây giờ thả ra là không được bắt, đứng sẵn ở trên bờ mà mình bắt nó đâu có nói được, đọc trong báo thấy không, mua con cá chết thả đặng đưa ông táo về trời, ông này thả, ông kia đứng dưới sẵn rồi đó, rồi bắt đầu thử qua thử lại nhảy xuống cái dòng suối đó quýnh lộn luôn, tại vì bắt con cá ổng thì ông táo không về được. Cái nó đánh nó đọc trong báo thấy người Việt mình nó nhiều khi nó hay quá. Rồi qua bên đó cũng vậy nè, anh đó đi theo tôi, anh bán một cái thao cá nhỏ không, anh nói với tôi 300 đồng,
thì tôi kêu mấy người mà đi theo đi đi trước đi để thầy nói chuyện với anh này. Nhiều người nghe nói 300 đồng cái muốn thả mấy cái này liền à, 300 ruby thì nó đối với một số đại gia mình nó nặng gì đó, nó chưa tới 10 đô mà. Tôi kêu đi trước đi đây tôi tính à, đi rồi tôi nói với nó bây giờ 300 đồng á, tôi nói tiếng đi được rồi, tao ra ngoài chợ tao mua bông bự bự bự. À, cái nó nói phóng sanh không, cái này thầy mua phóng sanh, mày phóng sanh đi. Tao ra tao mua 300 đồng, tao mua con bự bự bự. Xong rồi tao ăn. Còn mấy con này mày phóng sanh, mày phóng sanh. Nó đi theo rồi, tôi nói mày đi theo tao bắt mày à. Không có cho đi theo đó. Nó đi theo tao đò hoài. À, mày đi theo nữa. Cuối cùng rồi hỏi bây giờ bao nhiêu? 20 đồng, mày chịu không? Không, anh không chịu đi theo tao quýt. Mà Phật tử đâu có biết nghe. Đi theo tao quýt mày đó. Cuối cùng nó bán 20 đồng nhưng mà mình phải cho nó 50 đồng. Ờ, 20 đồng thì hét quá. Thôi cho nó 50 đồng. 50 đồng nó mua được hơn 2 ký bột rồi. 2 ký mấy, gần 3 ký bột rồi. Một ngày là ăn thì nửa ký là no. Là vậy thôi chứ còn mình cứ qua bển rồi. Nó mình thả cá đây nó dựng cái đầu kia rồi nó chờ nó bắt nữa. Thành ra có khi là mình tạo thêm cái tội cho nó không chừng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, những người này họ nghèo quá, nếu không cho họ ăn họ chết. Tôi đi ra chợ tôi mua rau, không biết rau gì ăn rồi, tôi mua tôi thấy cái rau gì nó kỳ quá ta, tôi mua ăn thử, đem về tới chừng luộc lên mới biết nó là củ cà rốt, nhưng mà nó nhỏ nó ốm mà mình tưởng như rau à, chứ cộng 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 rồi. Tôi luộc lên tôi ăn tôi đó cà rốt. Cà rốt mà nó nhỏ nhỏ như chiếc đũa vậy. Rồi tôi không biết cái rau gì, tôi mua về tôi luộc tôi ăn thì tôi có biết. Thì thành ra nếu như mình không cho họ bữa nay có ăn thì họ chết đấy. Vài ba ngày là họ chết. Tại vì không có làm cái gì để ra được tiền để có thức ăn. Thành ra nói đi phải nói lại, bố thí phải coi đâu đó cho đàng hoàng đó. Còn nhẫn nhục á, phải nói cái bài học nhẫn nhục, bài học hay. Thường thường mấy người mà ào ào hay nóng tính á, tôi đề nghị đấy nha. À, cái thằng ào ào nóng tính tôi đề nghị thôi, tôi đề nghị thôi, thử một lần. Ví dụ như tôi cũng là người nóng tính à, nóng ghê, nhưng mà mau nóng thì mau nguội. Bây giờ mình một lần nào đó mình gán chịu để cho nó qua, nó qua cái chuyện đó rồi, rồi mình ngồi mình nghĩ lại, nếu như mình không nhịn thì nó tùm lum hết rồi, thấy chưa? Rồi một lần khác à, mình đáng lẽ là bình thường là nổi nóng lên, chồng lên nóng lên, nhưng mà mình gán nhịn. Mình nhịn. Tôi là người miền Nam, tôi ở chùa ở đây, còn là mấy quý thầy người Huế thôi, tôi học được cái đó. Gán chịu, khi mà chuyện nó qua rồi mới thấy là à, nếu như mình không nhịn thì nó tùm lum chuyện hết trơn. Nó tùm lum chuyện hết trơn. Một vài lần thì càng lúc là mình thấy là à, Đức Phật nói nhẫn nhục là sức mạnh mạnh nhất, thì mình mới cảm nhận được đúng, nhẫn nhục là mạnh nhất. Tại vì cái sức chịu đựng của mình á phải mạnh mới được, mạnh đi nổi nóng thì quá dễ là đụng tới là nhảy sơn sơn la làng à, còn mình nhịn được á khó chịu ghê lắm, mà gán nhịn. Rồi mỗi lần mình nhịn được á là mỗi lần mình vượt qua thì thấy là đúng à, nhẫn nhục là sức mạnh mạnh nhất à, mình chiến thắng chưa, mình cãi với người ta hay là mình nổi nóng chưa chắc mình thắng người ta đâu. Rồi Đức Phật nói thắng người à, thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Mình nhịn, mình sẽ chiến thắng mình. Và mình thấy cái chuyện nó đi qua, người kia không ngờ đâu, nhưng mà mình thấy là à, nếu như mình không nhịn, mình không nhẫn, mình không chịu đựng để cái theo cái tánh của mình, thở đụng tới là ào ào, hay thở đụng tới nổi nóng là mình không nhịn, thì công chuyện nó sẽ tùm lum hết trơn, khó mà hốt lắm. Nhịn, công chuyện nó qua, khỏi cần hốt. Cái nhẫn nhục nó khó khăn lắm mà. Mà đưa Đức Phật đưa cái chuyện diễn tả là có một tiên nhân lại chặt từng khúc. Cái đó chỉ nói ví dụ thôi à, bây giờ bài học đó mình có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta à, cái chuyện nhịn có thể là vợ nhịn chồng, chồng nhịn vợ gì đó à, cha mẹ có khi phải nhịn con à, phải chịu thua à, rồi mình thấy nếu như mình nổi nóng rồi mình la hét thì lỡ quá được hồi nhỏ không sao à, cứ ý làm cha làm mẹ hở mày chết với tao. Nó nói được, nó nói chết mình chưa sướng gì đủ chết à, rồi nó đi thì chừng đó mới là hối hận, nó bỏ nhà nó đi rồi. Thành ra cái gì cũng quay nhịn à, cái nhẫn nhục nó đơn giản lắm chứ không khó khăn đâu. Và chúng ta sẽ thấy nó đầy dễ trong cuộc sống,
mình học mà mình không hành, cũng như không, chỗ nào cũng học, thầy nào giảng cũng đi nghe mà lựa thầy nổi tiếng đâu không à, không làm gì chứ. Đức Phật nó giống như cái hoa mà nó đẹp, không có mùi hương gì chứ, nó cũng được gì, lựa thầy phải lựa cho thầy ngon ngon nha, thầy nổi tiếng nha, không làm thì cũng như không, nhẫn nhục. Phải, tôi đề nghị thôi, quý vị thử làm một vài lần giờ đây, nó qua rất là hay. Còn mấy thứ khác không cần nói, được chưa? Luận có 7 bộ luận, nhưng 7 bộ luận của Nam Thiền đó, luận có 7 bộ luận, tôi cũng không nhớ đâu. Vibhanga, Yamanga, Kathabathu, không có thứ tự. Chỉ riêng cái bộ luận này nè, 7 bộ luận của Nam Thiền cho rằng Đức Phật nói cho ai nghe, nói cho chư thiên nghe, nói cho chư thiên nghe. Riêng bộ Kathabathu, dịch là Kathabathu dịch là không nhớ cái từ tiếng Việt dịch ra là cái gì, phải có khi dịch theo nội dung. Tôi nói cái nội dung của cái bộ này quan trọng cần phải nhắc nhở thì tôi nói cái bộ này. Bộ Kathabathu không phải của Đức Phật nói, bộ Kathabathu là bộ luận được biên tập sau kỳ ký tập kinh điển lần thứ 3 do vua dùng tổ chức tài trợ. Bộ Kathabathu là bộ luận được biên tập sau kỳ ký tập kinh điển lần thứ 3 do vua dùng tài trợ đó. Tác giả có tác giả đàng hoàng, ngài Mục Kiền Liên Đế Tu, Mukkalina Kisa, Mục Kiền Liên Đế Tu là chủ biên, chủ biên thôi nha, chứ không phải là trong đó nhiều người. Bộ này ghi cái gì? Ghi tất cả quan điểm của các bộ phái ngay thời trước thời của A Dục cho tới thời của A Dục, quan điểm của từng bộ phái một được biên tập lại hết, và trong đó biên tập theo khuynh hướng, theo cái chủ trương nghiêng về quan điểm của xích độc diệu bộ Theravada, kịp không? Không kịp mà. Kathabathu là bộ luận được biên tập sau kỳ viết tập kinh điển lần thứ 3 do vua dùng tài trợ tại Hoa Lị Thành Pandaliputra, được chưa? Biên tập quan điểm của các bộ phái xuất hiện trước thời vua dùng. Thành ra cái bộ này quan trọng là quan điểm của các bộ phái, trong đó tranh luận rất là nhiều. Quý vị biết trong đó tranh luận rất là nhiều, tranh luận là Phật có phải là thành viên của tăng đoàn không? Phật có phải là thành viên của tăng đoàn không? Rồi một bên thì nói không, Phật là riêng. Rồi có bên thì nói không, Phật là thành viên của tăng đoàn. Bên Theravada quý vị sẽ thấy cái chùa, cái chánh điện thường thường xây cái phòng, có một cái phòng của ông thầy ở trên chánh điện luôn, không phải là ông thầy nó giữ chánh điện đâu, mà giữ lại cái quan điểm là Phật ở trong tăng, có nghĩa là Đức Phật cũng là một thành viên của tăng đoàn đó. Rồi nhiều cái quan cãi nhau, tranh luận nhau, đến nỗi mà trong Kathabathu cũng tranh luận là chất thải của Đức Phật là gì, chất thải của Đức Phật là gì. Kathabathu ghi đủ chứ, là một trong 7 bộ luận đó, thì bộ đó được coi là được ghi tác giả đàng hoàng. Còn 6 bộ luận còn lại cho là Đức Phật nói, mà nói cho ai nghe? Nói cho chư thiên nghe, rồi sau này mới được biên tập lại. 7 bộ luận: Dhamma Sangadhi, Dhamma Sangadhi, Vibhanga, Satu Katha, Purat Sumbat, Purjalavanati, Kathabathu, Kathana. Tâm lý học Phật giáo. Nói là các bộ luận này nói về tâm lý học Phật giáo cũng đúng đâu, nói về tâm học Phật giáo thì đúng hơn, chứ không có nói tâm lý học. Chia sẻ nhiều phạm trù nhỏ. Tôi có từng học với một thầy Miến Điện, rồi tôi cũng có nghe quý sư bên người Việt mà của Việt Nam mình nói theo Nam Truyền nói là cái khác hẳn. Phân tích về tâm học Phật giáo, luận sư phải có tài, giỏi về triết lý, giỏi về tâm lý thì mới có thể dạy được. Còn ở bên đây có mấy người mà đặt dạy Abhidhamma nâng cao chốc không, chưa nói nó vậy nữa. Tôi nói rồi, tôi nói Phật giáo là tôi chỉ là nó vậy nữa. Tâm lý học Phật giáo không đúng, tánh học Phật giáo thì đúng không? Trong đó riêng của Kathabathu
cho rằng Phật giáo Nam truyền cho rằng bảy bộ luận á là do Đức Phật nói cho chư thiên nghe biên tập. Quan điểm đó bây giờ không còn được nữa. Không có cái chuyện mà nói chư thiên nghe hay là kinh Bát Nhã Long Vương đem xuống dưới Long Cung rồi Long Thọ xuống dưới đem về, chuyện đó nói cho vui vậy thôi. Ông nói rất hay, ông nói từ Ấn Độ dài cho đến Mecca, người ta cho rằng á thần thượng đế tạo hóa rồi tạo ra con người, điều đó tôi thấy người tạo ra thần đủ loại thần hết. Con người tạo ra thượng đế như thế nào thì tôi chưa thấy, từ Ấn Độ dài cho tới Mecca, cái khu vực đó là tôn giáo mạnh ghê. Thượng đế A La gì đó tạo ra con người thì tôi chưa thấy, nhưng mà tôi thấy con người tạo ra thượng đế A La rồi đủ hết. Tôi nói rất hay, câu dễ nhớ. Bảy bộ luận của Nam Truyền được biên tập sau lúc đầu Phật giáo không đủ ba tạng, hai tạng mà thôi. Kinh và luật Đức Phật nói pháp, cái chữ Dhamma Đức Phật xài đó, Đức Phật sử dụng khi nói dạy cho các thầy thì nghe là dùng chung pháp và luật. Đây là pháp chứ không phải thực hành. Chữ Dhamma đó nó hai nghĩa, pháp là kinh và luật luôn. Lúc đầu Đức Phật sử dụng một từ đó hai ý nghĩa, đây là pháp các ông phải thực hành. Khi Đức Phật chế một giới xong, Đức Phật cũng nói đây là pháp các ông phải thực hành. Đây là pháp các ông phải nghe theo tôi nha. Lúc đầu dùng từ pháp là kinh là luật luôn. Luận cho rằng Phật giáo thời kỳ đầu kiến tập không có ba tạng luận là quan điểm sai lầm. Luận là từ khi Phật giáo chia thành bộ phái đó, thì các bộ phái mới biên tập luận để một là để diễn đạt cái tư tưởng của mình đó, khác hẳn các tư tưởng khác. Thành ra luận á, mấy bộ luận của các bộ phái không có giống nhau. Ví dụ như Theravada có bảy bộ luận thì bên cái miếu bộ nó cũng có bảy bộ luận. Từ bộ pháp chí ra đời mấy bộ pháp quẩn túc luận, túc luận giới thân, túc luận thi thí, túc luận rồi đó, họ cũng có bảy bộ luận riêng biệt. Luận ra đời để giải thích áo nghĩa giáo nghĩa của bộ pháp. Từng bộ phái có luận khác nhau, có những bộ phái thì mới chưa gì hết thì nó không có người theo, thành ra một đời người là nó đã mất rồi. Nói là 20 bộ phái, thật sự ra chưa có sách nào xác định được là bao nhiêu bộ phái. Sách thì nói 18, sách thì nói 20, có sách thì nói 12, tại vì cái cuốn nó biên tập, được biên tập trong lúc đó thì được bao nhiêu bộ phái rồi. Thành ra có cuốn nó có 12 à, mình nói nó lộn xộn, tại vì lúc mà biên tập á thì Phật giáo mới có sách được 12 phái à. Đó, thì luận ra đời để giải thích giáo lý của bộ phái mình, và bộ phái nào cũng cho mình là hàng hiệu chánh tông. Nói như cái đó là đã sai lầm, thành ra không có cái vụ mà muốn đi có một đường này, không có vụ muốn đi có một đường này, đi xa tới thôi. Giáo lý của Đức Phật thì nhiều lắm, nhưng đúng là thuần một vị mặn, đi xa đi Phật cũng được, rồi tụng kinh cũng được, rồi có người đọc thần chú rồi này nọ sao cũng được. Nhưng mà thật sự cái thần chú đó phải coi lại à, cho rằng trong Phật giáo Nguyên Thủy á, Phật tổ chức Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ là cái tên của tổ chức Phật giáo Nguyên Thủy, hay Phật giáo Theravada là Nguyên Thủy Phật giáo. Còn thời kỳ Nguyên Thủy Phật giáo thời kỳ Nguyên Thủy là thời Đức Phật còn sống, Đức Phật còn tại thế dài cho tới 100 năm sau, gọi là thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Tại sao Nguyên Thủy là lúc đó là còn y nguyên, chưa có tách ra, sau 100 năm mới tách ra thì còn tính chất Nguyên Thủy không? Còn cái Phật giáo tổ chức bây giờ gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, đó là tổ chức. Còn thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, thời Đức Phật và 100 năm sau thời Đức Phật, cho rằng thời đó có luận là sai lầm. Thời đó chưa có luận, cho tới khi Phật giáo bộ phái ra đời thì mới có luận. Thành ra bảy bộ luận này chỉ là bảy bộ luận của Nam truyền Phật giáo theo tổ chức gọi xưng là Theravada, đó, danh nghĩa là Theravada. Phật giáo Nguyên Thủy mà đòi dạy luận là không, thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy mà có luận là không xong, người đó thuộc loại là không học. Ví dụ như bên dạy cao học á, dạy cao học lúc mà soạn cái chương trình á, là có cái môn Phật giáo Nguyên Thủy mà đòi đưa luận vô là không có dốt. Luận nó ra đời lúc nào? Khi mà Phật giáo Bộ Phái con mới ra luận.
rồi chưa, tạm hết cái này đi, như đó đủ thi được rồi. Nó đơn giản lắm là vậy nè. Ví dụ như mình muốn bây giờ là trên mạng là nó có đầy đủ hết trơn rồi không? À, bây giờ nói một cái, mình nói một nhân vật, ví dụ nói như Ngài Sách Đại Thất, nếu mà người nào có tiếng Anh thì sử dụng cái lợi thế của tiếng Anh. À, hình như trong số quý Phật tử là có một số biết tiếng Anh. À, biết tiếng Anh thì nó lợi thế ghê lắm, tiếng Việt nó hạn chế, nhưng mà bên Phật giáo quý vị làm khá tốt. Thư viện Hoa Sen là quý vị biết là Thư viện Hoa Sen họ làm tốt, thì mình vô đó mình sợ được không? Sợ quá nhanh. Đó là mình có tài liệu, bây giờ nói tới một ông gọi là, ví dụ như Bin Đô La, mình biết ông Bin Đô La là ông nào, thì vô trong thư viện Hoa Sen mình sợ cái này được không? Hay là lên Wiki, Wiki nó cũng có tiếng Việt rồi, dĩ nhiên là cái nội dung của Wiki tiếng Việt là nó hạn chế lắm. À, nó có cái bộ từ điển danh từ riêng của Bali đó, họ cho lên trên mạng luôn, thì mình vô mình mở cái Dictionary of Bali Robinen, nó ra cái trang đó rồi, mình đánh tất cả từ vựng gì của Bali là họ cho ra hết, và họ làm rất chi tiết, họ giải thích từ rồi cái nội dung đó nằm ở trong cuốn nào, sao họ đưa hết ra từ điển Bali Dictionary of Bali Robinen. Tất cả những thứ nào mình có thể vô một người đấy là mình tra được hết á, dùng cho bao nhiêu nhắc từ riêng đó, vô một từ điển này mình tra được hết á, một từ của nó thôi, ví dụ như cái một từ Ananda thì mình có thể dịch ra thành cuốn sách được á, nếu mình cố công mình dịch hết một cái một từ đó thành một cuốn sách rồi. Ở Việt Nam sách chút là nhiều lắm, mình dịch cái cuốn đó là bự. Quý vị biết cái cuốn cố quỷ của đạo Phật á, thực ra nó chỉ là một chương của một cuốn sách của Suzuki thôi, dịch tách ra dịch thành một cuốn cốt truyện của đạo Phật, rồi chút thiên dịch đó, nó chỉ là một chương thôi, một sách thôi. Rồi chấm dứt cái thần Bali được rồi, hỏi chuyện đó, nếu tôi hỏi tôi cũng hỏi chuyện đó, không hỏi nhiều đâu hả, nhiều quá hả, lúc nào cũng than, trò lúc nào cũng than nhiều, học có 2-3 buổi hả, dĩ nhiên là cô lớn chuyện đó mà cô đòi nhớ hết ai chuyện có nổi. Năm tình mẫu lục gì cũng nhắc ra là thôi, nhức đầu nhức ốc lắm. Cô chừng đó tuổi mà cô muốn nói cái gì nhớ nãy à. Thực ra mình học giáo lý phải thực hành giáo lý. Học giáo lý là học vô thường, đúng không? Trong mỗi sát na, đừng nói trong mỗi tích tắc, một sát một tích tắc vậy nó tới là tới 900 sát na rồi. Cái đơn vị đo thời gian là nó còn nhỏ nữa, có nghĩa là một tích tắc nó tới 900 sát na. Mình trồng một cái tờ trồng giấy lên là 900 tờ giấy, để cái cây cho nhọn nhọn, được chưa? Tích tắc cái kim nó đâm thủng 900 tờ giấy, thì mỗi một sát na nó bằng cái thời lượng mà nó xuyên qua vậy, rất là nhỏ, tích tắc, mà nó trong một tích tắc là chia ra tới 900 lần. Mình dạ học cái học giáo lý vô thường, nhưng mà mình không chịu à, cái gì cũng phải thường à. Học vô thường mà đều tới chừng nó vô thường không chịu, cái gì cũng phải thường. Ai vô thường tiên của tôi phải thường. Học chứ có gì được hả? Học thì học vô thường, nói thì nói vô thường, nhưng cái gì của mình phải thường mới được. Ra gì ạ? Thôi nghĩ chút em. Học tới thần của Trung Quốc thì đại khái nãy tôi nói mấy câu thi rồi phải không? Mấy câu rồi? 5-6 câu rồi phải không?